Vì sao các người hâm mộ lại gọi anh ba phải là một gia đình siêu nhân? Đầu tiên là ông trùm thường được các đồ đệ gọi thân thiết là anh Phú. Sở dĩ có cái tên ông trùm là do anh Phú có siêu năng lực rất mạnh. Đó chính là ngưng động thời gian. Tiếp sau anh Phú là cậu cả rất đẹp trai. Cậu vốn là một người rất hiền lành và ít nói. Cho đến khi cậu không may té xuống dòng nước ở Cà Mau. Và cậu ấy đã biến thành một siêu nhân. Cậu ấy có một siêu năng lực đỉnh cao. Là biến tất cả mọi thứ đều trở nên hiện tại. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Tiếp theo là anh ba. Anh là một xà ớt boy tóc hai mái. Và kể từ khi anh có được găng tay vô cực. Là găng tay vô cực. Nếu như ta vô, ta sẽ bốc. Từ đó, các trận đánh của anh Thành về sau. Trận này. Và trận này nữa. Anh Thành luôn chiến thắng.